cơm thừa trên đường hoàng tuyền. Xem xong không còn dám bỏ thừa cơm. Chuyện rằng Lệ và Sang là hai chị em gái thông minh tài giỏi, xinh đẹp. Họ sống cùng nhau, họ rất giỏi làm ăn, kinh doanh buôn bán. Khi giàu có, hai chị em rất thích bày biện ăn uống. Các cô làm nhiều món ngon, nhưng mỗi món họ chỉ động đũa một chút, còn lại đều đổ bỏ. Một ngày, cô chị không may mắn bị xuất huyết não và sớm qua đời. Sang rất buồn, mỗi ngày cô đều tưởng nhớ tới chị. Tương truyền, vào ngày rằm trung thu, nếu nằm ngủ ở nơi có ánh trăng sáng chiếu vào, thì có thể tương thông âm dương và gặp được người thân đã quá cố. Bởi lòng mong mỏi được gặp chị dù trong mơ, trung thu năm đó, Sang đã thực hiện và cô đã tới được cõi âm gian. Trên con đường hoàng tuyền suối vàng, nơi những linh hồn giả quỷ đang giật giờ phiêu dạt, Sang chợt thấy một cô gái đang ngồi bốc thức ăn ôi thiêu trong một chiếc thùng. Cô gái tóc tai bù xù, toàn thân dơ bẩn, người còn bốc ra mùi vô cùng hôi thối. Sang lại gần rồi nhận ra là chị mình. Cô khóc và ôm lấy chị. Chị à, sao chị lại ăn những đồ ăn dơ bẩn này? Chị hãy tới trình báo với Diêm Vương để sớm được đầu thai trở lại nhân gian. Chị gái cô nét mặt đầy vẻ tang thương, khóc lóc mà nói: Sang à, bốn thùng thức ăn bị mốc thối này chính là đồ ăn thừa mà hai chị em mình đã lãng phí ở dương gian. Tất cả đồ ăn mà chúng ta bỏ đi đều sẽ được cất giữ vào những cái thùng đặt ở đây. Khi chết, trên đường tới quỷ môn quan, chúng ta phải ăn hết chúng rồi mới có thể đi tiếp. Cô đưa tay chỉ những người đang lúi húi bên những chiếc thùng to. Có người đã phải ở đây ăn chúng 10 năm rồi. Thùng này là của em đó. Lệ vừa nói vừa chỉ vào chiếc thùng có hình ảnh của Sang trên nắp. Sang òa khóc rồi ngồi xuống cùng ăn với chị. Sau nửa giờ lang thang ở cõi âm, Sang tỉnh lại trong bàng hoàng. Miệng cô vẫn còn vương lại mùi hôi rất khó chịu. Cô rùng mình cảm thấy sợ hãi khi biết về hậu quả của việc làm vô ý thức của mình, và rất hối hận về thái độ của bản thân đối với đồ ăn thức uống. Những câu chuyện về cõi âm hoàn toàn không phải là mê tín. Con người sống thì tự tin vào bản thân, còn chết đi là giao phó linh hồn cho thần Phật. Người ta có thể quyết được việc sống, chứ không thể thay đổi việc chết. Đồ ăn là thứ trân quý mà con người phải dành nhiều công sức để làm nên. Lãng phí chúng là có tội. Có tội chính là tạo nghiệp. Chết rồi cũng phải trả ở kiếp sau. Nên hãy sống đúng mực trong từng việc làm ở hiện tại, để chọn điều lành cho sinh mệnh ở tương lai.